Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là phần bản tin y tế với những thông tin đáng chú ý. Các bệnh tai mũi họng gia tăng do nắng nóng. Còn nhiều vướng mắc khi thành lập các đội chuyên trách bắt chó thả rông. Mối nguy hại khi sử dụng những loại kính râm giá rẻ. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh glaucoma. Mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc chữa dị ứng. Cuối chương trình là câu chuyện y tế. Can thiệp sớm để những bà mẹ HIV có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Sau đây là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho hơn 50 đại biểu, đại diện cho 42 doanh nghiệp, nhà máy, công ty, cổ phần cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên được nắm những nội dung cơ bản của thông tư số 41/2018/TT-BIT của Bộ Y tế ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, bao gồm 5 điều cụ thể. Trong đó, điều thứ 2 nói rất rõ về những quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt như tổng số mẫu nước thử nghiệm và vị trí lấy mẫu nước, các thông số và kết quả thử nghiệm cụ thể của từng mẫu nước, biện pháp và thời gian khắc phục các thông số không đạt quy chuẩn, tần suất thực hiện ngoại kiểm tra, chất lượng nước sạch, điều kiện để thực hiện ngoại kiểm đột xuất. Kèm theo đó là danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2019. Vừa qua, Sở Y tế Hưng Yên kết hợp cùng Quỹ vì Sức khỏe Tim mạch Việt Nam đã triển khai chương trình Cùng sống khỏe. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cung cấp kiến thức, giúp người dân nhận biết và phòng tránh sớm các dấu hiệu của bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp. Chương trình được thực hiện từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2019 tại 30 trạm y tế xã phường thuộc 6 trung tâm y tế tuyến huyện thị gồm Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi, Yên Mỹ và Mỹ Hào. Đối tượng của chương trình là người dân từ 40 tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ cao và chưa được chẩn đoán bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường. Tại hơn 300 buổi truyền thông, người dân sẽ được khám sàng lọc, phát hiện sớm, tư vấn điều trị kịp thời để ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường và một số bệnh không lây nhiễm khác. Dự kiến có khoảng 16.200 người dân được tham gia vào chương trình với tổng kinh phí từ Quỹ vì Sức khỏe Tim mạch Việt Nam là 220 triệu đồng. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng hơn ngày thường, nhất là trẻ em và người già. Trong đó, các bệnh chủ yếu là tăng huyết áp, tim mạch ở người già, đặc biệt là sốt virus, viêm đường hô hấp, tai mũi họng ở trẻ em. Chỉ tính từ đầu tháng 6 đến thời điểm hiện tại, lượng bệnh nhân đến khám điều trị và phẫu thuật tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Phú Nối gia tăng đột biến, gấp rưỡi so với cùng kỳ tháng trước. Đặc biệt, có những ngày số lượng bệnh nhân nằm điều trị tại khoa lên đến 40 bệnh nhân. Trong đó, số bệnh nhi chiếm tỷ lệ cao, mắc các bệnh lý như viêm mũi họng cấp tính, viêm tai giữa, viêm VA. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài, trẻ hay nằm điều hòa, môi trường bên ngoài và trong phòng điều hòa chênh lệch lớn, trẻ đi bơi tại các bể bơi công cộng, tắm sông, không đảm bảo nguồn nước vệ sinh, lạm dụng đồ ăn uống quá lạnh như kem, nước đá. Để phòng các bệnh tai mũi họng, bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo các bậc phụ huynh lưu ý trong những ngày nắng nóng, không nên để trẻ ăn, uống quá nhiều đồ ăn, thức uống lạnh, sử dụng điều hòa, quạt đúng cách. Khi đi bơi về, phải vệ sinh sạch sẽ mũi họng. Nếu có dấu hiệu bệnh, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi khói bụi và ánh nắng đã trở thành thói quen với nhiều người. Tuy nhiên, vì ham rẻ mà không ít người tiêu dùng phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng loại kính không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán dưới lòng lề đường. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn huyện Văn Lâm. Hơn 1 km nhưng đã có đến 8 hàng bán kính râm bày bán ngay dưới lòng đường. Chỉ với mức giá từ 20 đến 50 nghìn đồng, người tiêu dùng đã dễ dàng chọn mua được những chiếc kính râm với đầy đủ màu sắc, kiểu dáng đa dạng, không nguồn gốc xuất xứ, không qua bất cứ kiểm định nào về chất lượng. Các loại kính râm này vẫn được nhiều người sử dụng mà không hay biết về tác hại của chúng. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Hưng Yên, hầu hết những chiếc kính này thường được làm bằng vật liệu kém chất lượng, không có tác dụng tránh ánh nắng mặt trời, tia cực tím. Người thường xuyên sử dụng có thể gặp phải các triệu chứng như ngứa, mỏi mắt, nhức đầu, nặng hơn có thể dẫn tới viêm màng mắt, viêm kết mạc. Khi mua kính, người mua nên đến những nơi tin cậy để đo khám. Sau khi đeo, nếu gặp bất cứ dấu hiệu bất thường nào về mắt, cần tới gặp bác sĩ để được khám bệnh và điều trị kịp thời. Nhằm tăng cường quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh dại ở động vật,
thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã thành lập đội chuyên trách để bắt chó thả rông nơi công cộng. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều khó khăn để đội này hoạt động thực sự có hiệu quả. Ngay từ cuối tháng 5, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đã thành lập được đội chuyên trách để bắt chó thả rông nơi công cộng. Đội gồm có 13 thành viên với nòng cốt là lực lượng công an, quân sự, thú y địa phương và 4 trưởng thôn. Nhiệm vụ của đội là tuyên truyền và kiểm tra tại các nơi công cộng, phát hiện chó thả rông sẽ bắt giữ, thông báo cho các hộ gia đình và xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên, hiện nay thị trấn mới chỉ triển khai tuyên truyền trên loa truyền thanh của thị trấn và của các thôn về vấn đề này, yêu cầu người dân nâng cao ý thức, cần có hình thức nuôi nhốt phù hợp. Thực tế, thị trấn còn gặp khó khăn ở việc tìm địa điểm, phương tiện nuôi nhốt và người trông coi những con chó thả rông bị bắt giữ. Qua tìm hiểu ở một số địa phương thì đây cũng là vướng mắc chung khiến cho các đội chuyên trách chưa thực sự đi vào hoạt động hiệu quả. Bác sĩ Vũ Thị Thu Hằng, trạm trưởng trạm y tế xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, đã có gần 30 năm làm nghề y. Chị luôn được đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng bởi chuyên môn tốt và sự tận tâm với nghề. Công tác tại trạm y tế xã Thủ Sĩ từ năm 1990 đến năm 1998, chị Hằng được phân công làm trạm trưởng trạm y tế xã. Trong quá trình công tác, chị luôn năng nổ, nhiệt tình, dành thời gian tới các gia đình kiểm tra tư vấn cho người cao tuổi về bệnh cao huyết áp, nhờ đó Thủ Sĩ là địa phương quản lý tốt bệnh cao huyết áp của huyện Tiên Lữ. Thời gian gần đây, khi triển khai tiêm vaccine Combify gặp khó khăn, chị Hằng đã chỉ đạo cán bộ của trạm tới từng gia đình có con nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng, vận động tuyên truyền đưa con đi tiêm. Kết quả trong 2 tháng, trạm đã tiêm vaccine Combify cho 60 cháu, tất cả đều an toàn, không xảy ra biến chứng. Công tác tiêm chủng của xã đạt tỷ lệ trên 98%. Chị Hằng cũng thường xuyên viết bài tuyên truyền và lồng ghép trong các hội nghị về 10 lời khuyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới bà con trong xã. Nhiều năm qua, xã không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ là 14,1%. Với những đóng góp của mình, chị đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Bệnh glaucom là một bệnh lý của đầu dây thần kinh thị giác tiến triển mãn tính. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, thần kinh thị giác sẽ bị tổn thương ngày càng trầm trọng và cuối cùng dẫn đến tình trạng mất thị lực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chuyên mục với bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hưng Yên để cùng tìm hiểu về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, những triệu chứng nào để phát hiện sớm bệnh glaucom ạ? Bệnh glaucoma hay còn gọi là thiên đầu thống ở trong miền Nam thì người ta gọi là cấm nước, là bệnh tổn thương nặng nề dây thị thần kinh và gây nên những cái tổn thương không hồi phục, nên là cái tính chất của nó rất là nguy hiểm. Một số người dân của mình còn chưa hiểu biết hết về bệnh glaucoma. Thường là có một số những người bệnh thì người ta cái triệu chứng của người ta thường âm thầm, người ta không phát hiện ra, còn một số thì có cái triệu chứng đau đầu, nhìn mờ, nhức mắt mà cùng bên cái vùng đầu bị đau, hoặc triệu chứng người ta có thể nhìn đèn ánh sáng trắng, có quầng xanh. Và khi mà những cái triệu chứng nó nổi bật lên, nó nặng hơn thì người ta có thể là buồn nôn, nôn. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối tượng nào có nguy cơ cao mắc căn bệnh này ạ? Những đối tượng nguy cơ cao thì thường mình sẽ kể đến đầu tiên, đấy là những người mà trong gia đình có tiền sử bị glaucom thì cái yếu tố nguy cơ rất là cao, thường khoảng 10%. Yếu tố thứ hai đấy là những người dùng corticoid kéo dài, kể cả dùng tại chỗ và đường toàn thân. Nếu mà mình thường dùng kéo dài đường tại chỗ thì nó sẽ nhanh hơn, có thể dùng kéo dài trên 3 tháng là nó có thể xuất hiện. Và rất là nhiều những trường hợp, ví dụ như đau mắt đi mua thuốc, tôi đến mua những cái thuốc này thuốc kia, cảm giác triệu chứng nó giảm nhanh, và đấy là nguyên nhân rất là dễ dẫn đến bị glaucom đấy ạ, gọi là glaucom thứ phát. Và một số những trường hợp ví dụ như cận thị nặng, viễn thị nặng, rồi một số bệnh nhân bị đái tháo đường, tăng huyết áp, đấy là những trường hợp mà rất là dễ bị glaucom. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào gây ra căn bệnh glaucom này ạ? Cái nguyên nhân của bệnh glaucom thì nó thường không rõ ràng, và chủ yếu thường là người ta gọi là không có nguyên nhân, gọi là nguyên phát. Glaucom nguyên phát thì thường rất là nhiều, còn một số những trường hợp mà có nguyên nhân gọi là glaucom thứ phát thì một số những nguyên nhân có thể là do là người ta bị viêm nhiễm tại mắt, viêm màng bồ đào gây nên nó dính đồng tử và nó tăng nhãn áp, gọi là glaucom thứ phát. Rồi sau một số những trường hợp những bệnh nhân bị chấn thương ở vùng mắt, rồi bỏng mắt. Thưa bác sĩ, chẩn đoán và điều trị bệnh glaucom như thế nào ạ?
Vâng ạ, chẩn đoán glaucoma thì phải dựa vào ba cái triệu chứng chính của nó. Vì glaucoma thường là bị tăng nhãn áp này, tổn thương thị trường và tổn thương đầu thị thần kinh. Điều trị glaucoma, một số những bệnh glaucoma thì mình có thể dùng thuốc. Nếu trong những trường hợp mà dùng thuốc không điều trị, không điều chỉnh được thì mình phải điều trị bằng phẫu thuật. Vâng, cái quá trình điều trị glaucoma rất là quan trọng. Và quan trọng hơn nữa là sau điều trị glaucoma thì những người nhà bệnh nhân cũng phải được theo dõi để phát hiện sớm. Còn và bản thân những người bệnh bị bệnh glaucoma sau khi điều trị cũng cần phải theo dõi thường xuyên và định kỳ. Thưa bác sĩ, bệnh glaucoma thì có thể phòng tránh được không ạ? Mình khuyên người dân là nên đi khám định kỳ thường xuyên và có vấn đề gì bất thường ở mắt là mình phải đi kiểm tra. Đấy là cách phòng bệnh tốt nhất. Còn một số những trường hợp mà bệnh glaucoma thứ phát thì mình phòng bằng cách là với người dân mình không được tự ý đi mua thuốc nhỏ mắt. Vì là bệnh này nó rất là phức tạp và người ta cứ nghĩ không biết nó là cái bệnh gì. Ngoài cái mức độ nghiêm trọng của bệnh thì cái mức độ nghiêm trọng ở cái sự hiểu biết về vấn đề bệnh không có. Nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng như vậy. Và cái cách phòng tốt nhất là người dân trước hết là phải hiểu về vấn đề trầm trọng của bệnh. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, đa số mọi người đều cho rằng chỉ mùa đông khi không khí lạnh tràn về mới gây nên hiện tượng dị ứng thời tiết, nổi mề đay hoặc mẩn ngứa. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người gặp phải triệu chứng bệnh ngay cả khi tiết trời nắng nóng và oi nồng. Hiện tượng nổi mẩn ngứa vào mùa hè thường khiến chúng ta cảm thấy ngứa ngáy và rất khó chịu. Trong chương trình ngày hôm nay, Lương Y Lê Công Tuyển, Hội viên Hội Đông Y huyện Khoái Châu sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc nam với các vị thuốc rất dễ kiếm giúp trị mẩn ngứa, nổi mề đay hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thuốc thanh nhiệt giải độc. Bài thuốc có tác dụng chữa trị các cái chứng mà nó gọi là sang chẩn, mẩn ngứa, ngứa dị ứng cơ địa. Bài thuốc gồm có 4 vị. Vị thứ nhất là vị cây xe đất, tác dụng đứng đầu trong của cái bài thuốc này. Thường thường nó mọc hoang ở các rìa đường hoặc là các cái bãi cỏ rồi sân trường đều có hết. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, chữa các cái chứng bệnh về mẩn ngứa, rồi là chức năng gan nóng. Vị thứ hai là cây hàn the, nó cũng mọc hoang ở bờ mương bờ máng mà đặc biệt ở những cái chỗ gọi là gần nước, có nơi thì gọi là cây tai chuột. Cái vị này nó có tác dụng chủ yếu là giải độc ở thận. Đấy, nó chữa các cái bệnh về viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mãn, rồi viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang, tiểu rắt, tiểu buốt. Vị thuốc thứ ba là vị thuốc trong đông y gọi là tang ký sinh, như bà con thì cứ gọi là tấm gửi, chủ yếu dùng cái tấm gửi ở cái bưởi để cho nó công dụng nó mạnh, dễ tìm dễ kiếm và nó an toàn. Không lấy những cây tầm gửi ở những cây khác, nó có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, bổ gan thận, trừ thất. Vị thứ tư là vị cam thảo. Cái thứ nhất là nó dễ uống. Cái thứ hai là nó có tác dụng giải độc. Cái thứ ba là nó dẫn thuốc đi được hết trong cơ thể của chúng ta. Bà con cứ dùng tầm 2 đến 30 gram cái cây xẻ đất tươi. Cái hàn the thì cũng dùng tầm 2 đến 30 gram. Tầm gửi ở cây bưởi thì dùng tầm 15 đến 20 gram. Đấy. Và cái vị cam thảo này thì là dùng khoảng 5 gram thôi. Rửa sạch xong cho sát nhỏ ra, cho vào ấm hoặc son siêu. Đấy, đổ tầm 4 đến 5 lít nước. Đấy, đun kỹ trong vòng độ khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Ta có thể là uống thay nước uống hàng ngày. Đấy, khi mà bệnh mà mới bị thì chỉ dùng trong vòng 1 đến 2 ngày là nó khỏi. Còn nếu mà bị bệnh mà nó tái phát đi tái phát lại lâu ngày rồi thì là bà con với các bạn cứ chịu khó dùng một thời gian đều là chắc chắn là khỏi.
Khi sử dụng cái bài thuốc này thì là lưu ý là thường thường là kiêng những cái chất cay, chất nóng, chất tanh, bởi vì bản thân cái bệnh là thường thường do chức năng gan thận nó nóng, nó kết hợp với cái môi trường rồi khí hậu bên ngoài, nên là ta dùng thuốc thì ta nên kiêng để cho bệnh nó nhanh khỏi. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 100 trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV, nếu không can thiệp gì thì sẽ có từ 30 tới 40 trẻ bị nhiễm HIV. Nếu được phát hiện sớm, chăm sóc và điều trị thích nghi với thuốc thì chỉ còn khoảng từ 3 tới 5 trẻ bị nhiễm HIV, thậm chí là còn thấp hơn nữa. Như vậy, những bà mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh ra và nuôi dưỡng những đứa con không có H khi được can thiệp sớm. Đây là điều mà không phải ai cũng biết. Là một bác sĩ đã nhiều năm gắn bó với những người có H, bác sĩ Ngô Ngọc Khoa, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên đã nhiều lần được chứng kiến niềm hạnh phúc vỡ òa của các bà mẹ nhiễm H được anh và các đồng nghiệp của mình tư vấn, điều trị đã sinh ra những đứa trẻ bụ bẫm, kháu khỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh. Năm 2018, đã có 11 đứa trẻ khỏe mạnh được sinh ra từ những bà mẹ nhiễm H đến tư vấn và điều trị tại đây. Và năm nay, bệnh viện cũng đang tiếp tục điều trị cho 4 phụ nữ mang thai có H. Thực tế, đang có nhiều người vẫn mặc định mẹ nhiễm H là sẽ sinh ra những đứa trẻ có H. Nhưng niềm hạnh phúc là mẹ sẽ vẫn mỉm cười với tất cả các bà mẹ có H nếu được phát hiện và can thiệp sớm. Phụ nữ mang thai cần phải được xét nghiệm HIV để phát hiện HIV, để uống thuốc càng sớm càng tốt. Cả những phụ nữ có H mà trong độ tuổi sinh nở được uống thuốc ARV thì vẫn sinh nở bình thường và con cái vẫn khỏe mạnh bình thường. Được như thế thì với những người bị nhiễm HIV phải tuân thủ, thứ nhất là tuân thủ thuốc, phải không được bỏ thuốc và phải được theo dõi xét nghiệm hàng năm, tức là tải lượng virus và xét nghiệm C4. Với sức khỏe bình thường thì chúng ta vẫn có thể sinh đẻ như mọi người chưa bị nhiễm HIV. Ngoài nhận thức chưa đầy đủ thì sự kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là rào cản cho việc tiếp cận dịch vụ dự phòng lây truyền mẹ con. Chính vì vậy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên xác định tăng cường truyền thông ở cơ sở là điều vô cùng quan trọng. Với người dân thì quả thực người ta chỉ biết rằng là gì? Khi người bị nhiễm HIV mà mẹ có bị nhiễm đấy thì đứa con sẽ bị. Nhưng đó là một cái nhận thức chưa đầy đủ. Chính đó cái mục đích tuyên truyền thông vừa rồi. Trong những đợt lớp sắp tới nữa, chúng tôi cũng muốn là gì ạ, giúp bà con hiểu hơn về căn bệnh HIV này, đặc biệt là con đường lây truyền, và hơn thế nữa là cái điều trị dự phòng cho bà mẹ mang thai có nhiễm HIV chuyển sang con. Trước đây nói HIV tôi rất sợ, mà nhìn những người mà bệnh HIV là mình cảm thấy là xa lánh người ta, là cái kiểu như là mình cảm thấy là nói chuyện bằng lời thì nó truyền sang, nhưng qua những lớp tập huấn tôi cảm thấy là khi mà giảng viên lên giảng tôi rất hiểu và cảm thấy là người phụ nữ mà đã bị nhiễm HIV thì đã phòng trừ tốt và uống các loại thuốc để phòng trừ thì không bao giờ là lây sang con. Cho nên là và không quay thường được những người nhiễm HIV, ta phải gần gũi người ta và để thuyết phục người ta vào con đường những người hiểu và không hiểu để người ta nắm bắt được và người ta uống thuốc phòng để trừ các loại bệnh. Hiện nay, các tư vấn điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên thực hiện hoàn toàn miễn phí. Những đứa trẻ không có quyền lựa chọn được sinh ra từ ai, nhưng các bà mẹ có quyền lựa chọn để con mình khỏe mạnh, không có H. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.